Hello, em chào tất cả các bác. Em lên sóng tiếp tục một chiếc đồng hồ để bàn, thương hiệu là Citizen Sa Bang. Chiếc này sử dụng máy lớn kim choi, nhôm vàng ché nha các bác, đẹp xuất sắc. Cách thiết kế hai bốn trụ hai bên cực kỳ độc lạ nha các bác, sáng sáng. Bên đây cũng là kính mo, nó là màu xanh đen. Chiều cao của chiếc này là 31 cm, còn chiều ngang ngang qua là 26 cm, hậu chiều sâu vô là 12,5 cm, khá nặng nha các bác, đẹp tuyệt vời luôn, đáng để cho các bác sưu tầm nhé. Rồi bác nào yêu thích chiếc đồng hồ này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918 1 20267, và đây cũng là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em nhé, để cần hình ảnh và video em gửi thêm cho các bác tham khảo. Em kết thúc video, chào tất cả các bác.